Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình là Samsung A9 Pro đang có mặt tại chỉ đầu cao cấp.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần nắp lưng của Samsung Galaxy A9 Pro vỡ do rơi va đập, như hình các bạn thì thấy nó rơi nó vỡ nát này. Quý khách hàng vui lòng truy cập website www.di-động-cao-cấp.vn. Hiện nay di động cao cấp.vn đang có đầy đủ tất cả các màu nắp lưng A9 Pro, từ màu đen, màu trắng, màu xám đều có sẵn tại di động cao cấp.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến nắp lưng Samsung A9 Pro, quý khách hàng chỉ cần liên hệ 024-66-75099 hoặc truy cập website www.di-động-cao-cấp.vn. Kỹ thuật viên tại Di Động Cao Cấp.vn tư vấn hướng dẫn cụ thể với các bạn. Một lần nữa, Di Động Cao Cấp.vn xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu về nắp lưng, dịch vụ thay mới nắp lưng Samsung A9 Pro đang được triển khai tại Di Động Cao Cấp.vn. Địa chỉ cung cấp nắp lưng, dịch vụ thay mới nắp lưng Samsung A9 Pro hàng đầu Việt Nam.